mọi người. Thì bây giờ đang là buổi chiều. Đằng sau lưng mình là cây mai mà nó tàn rồi nè mọi người. Là mọi người có biết gì không? Đó là mới vừa qua Tết xong. Mọi người ăn Tết có vui không nè? Mình thì cũng được về nhà, nhưng mà do tình hình căng thẳng á, cho nên là mình cũng chỉ ở nhà thôi, không có đi đâu hết trơn mọi người. Nhưng mà không sao, hết mùng thì tới mền, hết Tết thì vẫn còn xuân nha. Tự mình thấy vui là được rồi. Mọi người ăn Tết thì có cảm thấy là những cái món ăn của ngày Tết rất là ngon, nhưng mà ăn nhiều thì cũng ngán lắm không mọi người? Tại vì mình đi nhà nào cũng gặp những cái món đó, rồi mình đi nhà ngày nào mình cũng ăn lặp đi lặp lại thì mình cảm thấy cũng ngán ngán đó. Với lại là những cái món ăn giống như là thịt heo kho luôn nè, là sẽ làm mình tăng cân không kiểm soát nha. Mặt mình hôm nay là đã tròn lắm luôn. Nếu mà mọi người có thấy ngán giống như mình thì hôm nay mình mời mọi người đi với mình để đi ra đĩa tôm của bạn mình. Nói đìa nhưng mà mình không có bắt tôm nha. Tại vì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xung quanh đìa, vòng vòng đìa, để mình có cái gì thì mình tách cái đó, để mình chế biến những cái món ăn thật là dân dã, thật là bình dị, nhưng mà nó lại không ngán, nó rất là bắt cơm luôn. Mời mọi người đi với mình nha. Thì bạn của mình nói là buổi tối nay mới đi bắt đó mọi người. Tại vì buổi tối thì mới có con này con kia nó lên trên bờ hay là này kia nọ là để mình bắt được. Chứ bây giờ là còn sáng quá là không có gì để bắt hết á. Chỉ có chài cá rồi thôi à. Thì bây giờ trong cái thời gian mà chờ đợi tới tối á, mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện này nha. Thì đây là cái nón. Cái nón nón tay bèo của mình mới được cô của mình tặng hồi trước Tết nha. Nhưng mình thì mình thích mấy cái nón này lắm. Tại vì ở dưới này rất là nắng luôn mà gió biển á các bạn, cho nên là không khí nó hóc lắm, nó khô lắm. Mình thì mình thích đổi mấy cái nón này nè cho nó bớt nắng, mà mình đem về nhà mình đội luôn á, chứ không phải là ở đây mình mới đội nữa. Hôm bữa Tết á, ngay bữa 30 Tết luôn, cái mình chở nhỏ em mình đi mua đồ Tết. Mình chở nhà em mình đi mua đồ Tết. Hai chị em đi vô, mình mới vừa dừng xe lại, cái mình đội cái nón này nè mọi người. Mình đội cái nón này trong nón bảo hiểm á, xong cái mình mặc áo bà ba nha. Bữa đó trời ơi, điệu điệu á, khoái đẹp, 30 Tết đồ mà, con gái cổ truyền đồ, mặc áo bà ba, quần lãnh rồi ha. Cái dừng xe lại cái cọc, đứng lựa đồ chút xíu. Cái chị nhân viên á, chị ra chị phanh tay luôn á. Chị kêu, dạ cô ơi, cô vô trong nhà có chỗ để thử đồ luôn, cô dẫn em vô thay đồ. Trời ơi, mình đứng hình luôn, không lẽ mình già tới vậy sao mọi người. Trời, hồi bạn thấy mặt mình thì bạn mới xin lỗi, là bạn nói tại vì mình mặc áo bà ba với mình đội nón rồi nhìn thấy giống như người lớn á, chứ bây giờ thế giới trẻ đồ ít có mặc á, thì ở chắc vậy. Nhưng mà mình cũng không biết là cảm xúc như thế nào đó mọi người. Tự nhiên lâu lâu mình đều có một bữa mà người ta kêu mình bằng cô á, buồn ghê luôn. Thì bây giờ xong câu chuyện đó hết rồi. Thousand years later. Đi soi đêm cho nên là mình sẽ hạn chế nói chuyện nha mọi người. Nếu mà mình nói chuyện thì mấy con nhái đồ đó nó nhảy mất tiêu hết trơn à, bắt không được á. Lúc đó mình sẽ bị ăn đòn, bị đuổi vô nhà luôn á. Dính con nhái rồi mọi người ơi. Nhà có thấy cái chỗ sáng sáng phía trên kia không? Đó là nhà máy nhiệt điện đó. Thì ban đêm nó rất là đẹp luôn, đèn đuốc sáng trưng luôn á. Cây này là cây lứt nha mọi người. Thì ở đây nó mọc nhiều lắm, mình thấy nó không đẹp, cũng không thơm nữa, không biết nó có tác dụng gì không nữa. Con gì? Khía à? Thank you.
Bữa nay thì bà khí nó lên mé nhiều nè mọi người. Đi con cá kìa, con cá kìa. Thì ở chỗ bạn mình nghe kêu là con rắn nước á, mình thấy nhiều dùng, mình như nghe kêu là con bản gì á, cũng là nó luôn á. Ui, em này ăn mới cực kỳ ngon nè mọi người. Con này là con cá thò lòi đó nha. Còn đây là cây mắm nè. Cây này thì nó mọc ở cặp mé nha, giữ đất không bị sạt lở rất là tốt luôn. Và đương nhiên là nó không có mùi mắm nha mọi người. Bạn mình mới chỉ được con chùa ụ đó mọi người. Con chùa ụ thì nó khác con ba khí một chút. Để lát hồi mình rửa sạch rồi mình cho mọi người xem nha. Nói thiệt với mấy bạn là mình đi theo bạn mình là mình không có thấy được cái gì luôn á. Nó tối thui tối mù à. Mà bạn mình quay lại là chỉ, quay lại là bắt rồi mình không có kịp nhìn luôn á. Cái cầu này là bắc qua một cái đập khác nha mọi người. Thì ở đây nếu mà cái sông nó lớn hay gì á thì mình bắt cái cầu đan, cầu xi măng. Rồi nhỏ nhỏ thì mình bắt cái cầu cây như vậy nè. Thank you.
quả của buổi tối ngày hôm nay tụi mình đi bắt được dưới đây nè mọi người. Có rắn, có nhái, có thòi lòi nữa, có ba khía luôn. Thì bây giờ ba khía thì mình sẽ luộc nha. Luộc là nhanh nhất. Thì ở nhà mọi người sau khi ăn Tết thì nó có Mirinda, là xác xỉ, Coca, Pepsi gì đó. Mình cứ lấy một lon mình luộc cho ba khía nha. Và rất là ngọt luôn, mình thích ăn vậy nha mọi người. Ba khía chín rồi nè, mời mọi người dùng món khai vị với mình nha. Để cho mình chỉ cho mọi người xem cái con chùa ụ nha. Nè, đây là cái con hồi nãy nè. Cái mặt nó rất là buồn á mọi người, cho nên người ta mới kêu nó là con chùa ụ hay sao á. Thịt ba khía thì rất là ngọt, mà luộc với Coca thì nó còn ngọt dữ nữa. Chấm với muối mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua nữa nè. Thì hôm nào mọi người thử cách này xem có ngon không nha. Bây giờ là tới món chính của ngày hôm nay nha. Hôm nay thì mình sẽ nấu món canh chua cá thòi lòi với lá me nè. Lá me thì mình nhớ chọn lá me non nha mọi người. Lá me già thì nó không có ngon bằng á. Khi mình bắt nước lên rồi thì mình bỏ lá me vô luôn nha mọi người. Để cho nó ra nước chua, mình nấu từ đầu luôn chứ không có để cho nó sôi. Nấu cho tới lúc mà mình thấy nó sôi đủ rồi, cái độ chua nó được rồi á, thì mình vớt lá me ra nha. Sau đó thì mình bỏ cá vô nè. Canh chua này thì rất là đơn giản, mình chỉ cần nêm bằng đường, muối, bột ngọt thôi nha mọi người. Tại vì lá me thì nó đã chua, mình không cần phải bỏ chanh hay giấm gì nữa đâu. Cá thòi lòi này thì thịt rất là ngon, rất là béo. Thì mọi người có thể chế biến được rất là nhiều món ăn nè, giống như là mình có thể nướng rồi đem kho tiêu, hay là nấu canh giống như mình cũng được, hoặc là nấu canh trái bần với bắp chuối bào á mọi người. Thì ăn mà không ngon là không tính tiền luôn nha. Sau khi mà cá chín rồi thì mình nêm lại một lần nữa cho vừa ăn á mọi người. Rồi mình bắt tắt bếp được rồi đó. Mình nêm lá quế với ớt thêm cho nó thơm với lại nó cay cay nha. Mọi người có thấy hấp dẫn chưa nè? Thì cái video clip đi bắt chi dùng nấy của mình đến đây là hết rồi. Nếu mà mọi người thấy thích video của mình thì mọi người hãy đăng ký, chia sẻ, comment đóng góp ý kiến cho mình nha mọi người. Còn bây giờ thì mời mọi người dùng cơm nha. Bye bye.